tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Vương Tổng Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Vương Tổng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Vương Tổng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng Thường Trụ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh về gia hộ. Cha đệ tử con, chư Thiên Thiện Thần hộ pháp ủng hộ cha con. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày 3 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Đệ tử con Phạm Thị Bích Hằng pháp danh Nhuận Niệm, năm nay con 29 tuổi là tuổi Ất Hợi. Con sinh ngày 15 tháng 8 âm lịch năm 1995. Hiện con đang ở tại gia cư tổ 7 khu vực 8 phường Long Mai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thành Tam Quy Đầu Tam Bảo, phát nguyện thọ trì kinh Vô Lượng Thọ để cho con được hiểu thấu lời Phật dạy, rèn sửa thân tâm, tu tập hóa giải nghiệp chướng, tăng trưởng phúc lành, trí tuệ khai minh. Đệ tử con nguyện đem công đức tụng kinh trì chú niệm Phật của ngày hôm nay cầu nguyện cho chính bản thân, cho thân nhân, bạn bè, người quen của con, đồng thời cho tất cả chúng sinh mọi loài ở trong mười phương pháp giới đều cùng được thành tựu đại bi thánh phước, cuối mong Đức Phật từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho đệ tử con. Nguyện cho con ở trong đời này, kiếp này và muôn đời sau, con cúi xin Đức Thượng Phụ A Di Đà Phật chứng giám cho tấm lòng thành của đệ tử con. Nguyện cho con làm bất kỳ một việc gì cũng đều được tăng trưởng phước lành, hoặc có công đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây, hoặc trong một đời hay nhiều đời nhiều kiếp trước. Con nguyện xin hồi hướng cho của Huyền Pháp Tổ nội ngoại tiêu linh, đa sanh phụ mẫu ân sư đời đạo, cùng với tất cả những người thân bằng huyết thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện còn ở trong đời này. Đệ tử con cũng nguyện đem công đức tụng kinh trì chú niệm Phật của ngày hôm nay, cùng với các công đức phước báu này, hồi hướng phúc lành đến cho toàn thể pháp giới chúng sinh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con từ trong vô thị kiếp cho đến nay, cho cha mẹ, các anh chị em, vợ chồng, con cái của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước, và hết thảy các oan gia trái chủ của con từ trong vô thị kiếp cho đến nay. Con nguyện cầu hồng ân tam bảo từ bi phóng quang gia hộ cho hết thảy chúng sinh đều cùng đều khổ được vui, còn được vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Đệ tử con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho những người bị tai nạn đường phố, người chết do thiên tai, dịch bệnh và tất cả những tai nạn khác, những hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước con không, những vong hồn không người thân thích, các vong linh thai nhi hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, tất cả những chúng sanh ở khắp mười phương pháp giới, những oan gia trái chủ có ân oán với con từ trong vô thị kiếp cho đến nay. Nguyện cho chư vị hoàn toàn có thể nghe thấy được Phật pháp, hiểu thấu được kinh tạng, mà phát tâm Bồ Đề, thành tâm sám hối hết tất cả những ác nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, quy đầu tam bảo, địa khổ u minh, sớm ngày được vãng sanh về miền Tây Phương Tịnh Cực Lạc Quốc, nơi có Đức Phật A Di Đà, để cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi khổ đau trong vòng lục đạo. Con nguyện cầu hồng ân tam bảo từ bi gia hộ độ trì cho đệ tử con luôn luôn được trải lòng yêu thương khắp tất cả chúng sinh, dù là thế giới vô hình hay hữu hình. Con xin cho con biết yêu dấu loài người, loài vật và chúng sinh ở trong âm ti cho đến cỏ cây, cho con luôn luôn giữ được lòng thiên hạ, luôn thấy mình như cỏ rác cát bụi. Nguyện trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp trước, nếu con làm được những điều gì có ích thì những công đức tu tập, những phúc báu mỗi ngày ấy, con xin nguyện san sẻ đến khắp pháp giới chúng sanh. Nguyện cho con khi bỏ báo pháp thân này, con và hết thảy các chúng sanh đều được vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc Quốc,
được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thọ ký, cuối mong Đức Phật từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho chúng sinh, tất cả đều cùng được thành tựu đại bi thánh phước. Ngưỡng nguyện Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Phật Pháp Thánh Hiền Tăng Vô Thượng Tam Bảo Mật Thùy gia hộ. Đệ tử con cũng nương nhờ oai lực của Tam Bảo, oai đức của chư Hiền Thánh Tăng mà phát tâm với lòng tôn kính. Xin mời toàn thể oan gia trái chủ, các con linh để có duyên về trong pháp hội này, chư thiên thiện thần hộ pháp cùng các tay lắng nghe và theo con tụng kinh trì chú niệm Phật với nhau. Nguyện Đức Phật từ bi chứng giám cho lời cầu nguyện của đệ tử con được thành tựu mỗi ngày, luôn luôn tăng trưởng. Nguyện cầu cho con và tất cả chúng sinh đều được sớm ngày vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Bye.
Nam mô A Di Đà Phật phục nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chi liên tọa chân. Phục nguyện thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an thế giới hòa bình chúng sanh an lành. Đệ tử con Phạm Thị Bích Hằng pháp danh nguyện niệm thiện nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ thượng bá tướng trọng ân hạ tế tam độ phổ. Xin hồi hướng cho oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà thì từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ cha đệ tử con biết trước được ngày giờ lâm chung, thân không tập bệnh, tâm không hôn mê, ý không tham luyến, nhất tâm niệm Phật. Phật và thánh chúng tay cầm tại đài vàng tiếp dẫn giúp con vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử con nguyện đức cầu đức Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ cha đệ tử con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phúc huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, một hộ đắc Di Đà thọ. Đệ tử con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà thì từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang tiếp dẫn chư hương linh vong linh của huyền thất tổ nội ngoại tiên linh thập nhị cô hồn ngạo quỷ hạ xa hữu danh vô vị hữu vị vô danh quyết xảo tạo vong xung quanh nơi đây lai đáo Phật tiền thính pháp kinh văn tóc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ khổ nguyện âm siêu dương thế các giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật Đà. Thank you.
Nam mô
Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện trì danh hiệu Ngài, thúc liễu thân tâm lòng những mong được khỏi biển trầm luân. Đã bao nhiêu kiếp trôi lăn trong sanh tử, Lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện ngày lẫn đêm niệm Phật không rời, đi đứng nằm ngồi tĩnh niệm chẳng lơi, câu lực tự thời thời không gián đoạn. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện quyết chí tu hành, chẳng liên lợi danh, tiền của phù vân trôi nổi vô trần, con ý thân sống với tâm biết đủ. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện thương mọi người không phân biệt thân xa, hướng vọng tây phương cộng phúc cùng thời, quy hóa hữu duyên cùng nhau niệm Phật. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện dính áp làm lành, chuyển biến thần tâm, tùng sát na tỉnh giấc tránh mê lầm, siêng niệm Phật nói là làm theo hành. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện lòng chí thành mong thoát khỏi sông mê, dù xương tan thịt nát chẳng quên thề, nguyện nhất dạ lo về miền tình đồ. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện niệm danh hiệu Ngài, trở lại bổn tâm, bao kiếp trôi lăn sanh tử mê lầm, chợt tỉnh giấc với từng câu niệm Phật. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện cầu ơn trên rải mát ánh quang minh, độ chúng con dứt mãn nghiệp si tình, thân tâm nhẹ nương mình quy lạc cảnh. Lạy Phật A Di Đà, con nay phát nguyện trì danh hiệu Ngài, cẩn thiết chí thành với niềm tin cực lạc vãng sanh, về cõi Phật đẹp thay ngày giải thoát. Lạy Phật A